Nhiều người kém cỏi cho rằng năm sinh học khối chuyên tự nhiên thì sẽ khô khan, không giỏi biểu lộ cảm xúc, cũng chẳng mấy khi bày trò để hội chị em mở mang tầm mắt. Nhưng một khi những cậu người chơi lớp chuyên tự nhiên đã cất công chuẩn bị món tiến thưởng bất ngờ thì thành quả cũng rất dì và này nọ đấy nhé. Thậm chí cộng đồng mạng còn nhiều fan trầm trồ, đứng tim vì độ chịu chơi của các chàng. Minh chứng là thế hệ đây để chuẩn bị chào mừng ngày 20 tháng 10, một lớp cấp 3 đã đăng tải tấm ảnh siêu ngầu đúng chất học sinh chuyên tự nhiên. Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy tư duy siêu đỉnh của các người chơi ấy bởi toàn cục hình vẽ độc đáo trên tấm phiên bản lớp được mít cùng ký hiệu trong bộ tứ thần thánh, toán, lý, hóa, sinh. Cùng lý giải các mít ký hiệu môn học chất như nước cất của lớp chuyên tự nhiên. Liên hệ với chủ nhân bức ảnh cậu người chơi có tên Tô Vũ Bảo, học sinh lớp 12 bờ trường trung học phổ thông Quảng Xương 4, làng mạc Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Vũ Bảo cho biết để chuẩn bị cho Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, nhà trường tổ chức tọa đàm cho tất cả các lớp. May mắn trong lớp 12 bờ lại có một người chơi yêu thích và đam mê hội họa. Người chơi ấy đã đưa ra ý tưởng thú vị là sử dụng các ký hiệu đặc thù của dân tự nhiên để trang trí, làm nổi bật tấm phiên bản quen thuộc. Vào hôm Chủ nhật tuần trước, cộng đồng lớp mình đưa ra ý kiến và thống nhất về cách trang trí một chút để buổi tọa đàm có màu sắc hơn. Cậu người chơi kể thêm. Cả lớp cũng tham khảo nhiều ý tưởng độc đáo, vui nhộn trên mạng làng mạc hội nhưng sau đó lập cập đưa ra quyết định chọn những gì gần gũi với mình nhất và item cuối cùng chính là hình vẽ tuyệt vời này. Lý giải về ý nghĩa của hình vẽ bảo cho rằng lớp của cậu người chơi thuộc ban tự nhiên đồng thời cả lớp hầu hết theo khối ác toán, lý, hóa, một số người chơi còn lại theo khối toán, hóa, sinh, nên tất cả mọi người đã quyết định đưa 4 môn học đặc thù toán, lý, hóa, sinh vào phiên bản demo của hình vẽ trước khi thực hiện nó. Khi đăng tải hình ảnh lên rao trường người ta, cậu người chơi không nghĩ rằng bức ảnh thu được nhiều sự đông đảo và lượt tương tác đẩy mạnh như vậy. Vốn dĩ ban sơ bọn mình chỉ muốn làm một điều gì đó đặc biệt để chúc mừng cô giáo, các người chơi nữ cùng một nửa đáng yêu của trái đất nhân ngày 20 tháng 10 sắp tới. Nhưng khi thu được những phản đại di tích cực, lớp mình rất vui lòng và vui lòng vì thành quả cũng như ý tưởng của bọn mình được yêu mến đến thế. Bảo chia sẻ. Hình vẽ tuy được xong xuôi khá lập cập trong khoảng 1 giờ đồng đại dương nhưng đó là công sức của toàn cục cộng đồng lớp. Các người chơi ấy đã cùng giúp sức nhau để đưa ra ý tưởng và hoàn thiện đến những chi tiết cuối cùng với mong muốn sẽ phát triển ngày càng nhiều kỷ niệm thời học trò cũng như phấn đấu trao dồi thêm để cầm vững kiến thức của các môn học, chuẩn bị cho cuộc chiến gay cấn mang tên kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2020. Tư duy của học sinh khối chuyên tự nhiên đúng là không đùa được đâu. Ảnh rao trường người ta,